Giao tranh khốc liệt ở Zaporizhia, Ukraine bị nghi tổn thất lớn. Quân đội Ukraine tổn thất lớn về nhân lực và khí tài hạng nặng khi chiến dịch của họ nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga gặp phải sự kháng cự mạnh của Moscow. Hai quan chức Mỹ cho biết. Guardian dẫn lời hai quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ ngày 8 tháng 6 cho biết quân đội Ukraine tìm cách đánh bại một số lực lượng Nga ở phía đông xung quanh Bakhmut. Tuy nhiên, các lực lượng Nga được trang bị tên lửa chống tăng, lựu đạn và cối đã kháng cự quyết liệt cùng với tuyến phòng thủ nhiều lớp, trong đó có các bãi mìn, khiến Ukraine tổn thất một lượng không nhỏ xe thiết giáp. Một trong hai quan chức Mỹ mô tả tổn thất của Ukraine, bao gồm xe bọc thép chở quân MRAV là rất lớn. Tuy nhiên, họ cũng nhận định những tổn thất này sẽ không ảnh hưởng tới chiến dịch phản công của Ukraine. Nga cho biết, vài ngày trở lại đây, quân đội Ukraine tìm cách xuyên thủng phòng thủ của Nga ở một số mặt trận bao gồm Donbass và Zaporizhia, nhưng đều bị đẩy lùi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói, Ukraine mất 3.700 binh sĩ, hơn 50 xe tăng trong các cuộc phản công 3 ngày trở lại đây. Hôm 8 tháng 6, Ukraine một lần nữa cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga ở Zaporizhia với tổng quân số lên tới 1.500 người và 150 xe bọc thép. Tuy nhiên, Moscow đã ngăn chặn cuộc tấn công này của Kiev. Lực lượng trinh sát phát hiện kịp thời đối phương và Nga đã tấn công phủ đầu Ukraine bằng pháo binh, hàng không và khí tài chống tăng. Ông Shoigu nói, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng Ukraine đã bị chặn trên cả 4 hướng và rút lui với thiệt hại nặng nề. Guardian đưa tin Ukraine đã huy động một lực lượng lớn cho cuộc chiến Zaporizhia tại miền Nam. Một số nguồn tin chưa xác thực cho hay Ukraine đã đưa xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard do Đức sản xuất, xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ tới chiến trường này cùng với nhiều phương tiện bọc thép khác với sự hỗ trợ của pháo binh. Các cuộc giao tranh giữa lực lượng Nga và Ukraine đang diễn ra tại thành phố Tokmak, nơi được coi là trung tâm hậu cần của Nga tại tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Giới phân tích phương Tây nhận định đây là dấu hiệu cho thấy cuộc phản công quy mô lớn của Kiev đã bắt đầu. Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm, xác nhận Ukraine đang sử dụng lực lượng tối đa để tấn công các vị trí của Nga ở khu vực Zaporizhia. Nga từ lâu đã dự đoán Ukraine sẽ tìm cách phản công theo hướng này, nên đã xây dựng các tuyến phòng thủ kiên cố nhiều lớp, bao gồm hệ thống hào zigzag, phòng thủ răng rồng và nhiều hệ thống khác để cản đà tiến công của Kiev. Mặc dù vậy, giới chức Ukraine tới nay vẫn khẳng định chiến dịch phản công quy mô lớn của họ chưa bắt đầu. Kiev cũng nhấn mạnh kế hoạch phản công sẽ không tập trung vào một khu vực mà có thể bao gồm nhiều hướng khác nhau. Giới quan sát suy đoán, Ukraine có thể tìm cách phản công xung quanh tỉnh Zaporizhia từ miền Nam hoặc tìm cách chiếm lại các phần lãnh thổ thuộc vùng Donbass miền Đông. Mục tiêu của Ukraine là cắt đứt hành lang trên bộ nối các khu vực do Nga kiểm soát ở miền Đông và miền Nam với bán đảo Crimea. Nga tấn công phủ đầu, chặn 1.500 quân Ukraine xuyên phòng tuyến. Nga tuyên bố đã chặn 1.500 binh sĩ Ukraine và 150 thiết giáp xuyên qua phòng tuyến ở Zaporizhia bằng các cuộc tấn công phủ đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 8 tháng 6 cho biết lực lượng Ukraine thêm một lần nữa cố gắng chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga tại Zaporizhia. Ông cho hay quân đội Moscow đã ngăn chặn cuộc tập kích bằng cách tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu. Theo quan chức Nga, vụ tấn công của Ukraine diễn ra vào rạng sáng nay và có sự tham gia của lực lượng thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine với tổng quân số lên tới 1.500 người và 150 xe bọc thép. Lực lượng trinh sát phát hiện kịp thời đối phương và Nga đã tấn công phủ đầu Ukraine bằng pháo binh, hàng không và khí tài chống tăng. Ông Shoigu nói, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng Ukraine đã bị chặn trên cả 4 hướng và rút lui với thiệt hại nặng nề. Theo ông Shoigu, trong 2 giờ diễn ra cuộc tấn công, Ukraine đã mất 30 xe tăng, 11 thiết giáp chở quân, 350 binh sĩ. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói rằng trong 24 giờ qua, Ukraine đối mặt với thiệt hại lên tới gần 1.000 quân nhân. Lực lượng đối phương được huấn luyện đặc biệt cho cuộc tấn công đột phá đã không thể hoàn thành nhiệm vụ, ông nói. Ukraine chưa bình luận về thông tin và con số mà Bộ trưởng Shoigu cung cấp. Trong những ngày vừa qua, Nga tuyên bố đã chặn các cuộc phản công của Ukraine dọc theo tiền tuyến, tập trung ở Donbass. Nga cho biết Ukraine hứng chịu thiệt hại lớn trong các cuộc phản công này. Hôm 6 tháng 6, ông Shoigu nói rằng sau 3 ngày chiến đấu, Ukraine mất 3.700 binh sĩ, hơn 50 xe tăng, trong khi Nga mất 71 người, 210 người bị thương và 15 xe tăng bị phá hủy. Giới chức Ukraine bác bỏ rằng họ đã bắt đầu cuộc phản công lớn. Mặt khác, New York Times dẫn nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết Ukraine dường như đã bắt đầu cuộc phản công, nhưng Kiev vẫn đang thực hiện các cuộc tấn công thăm dò nhằm tìm lỗ hổng trong phòng tuyến của Nga để khai thác điểm yếu của đối phương. Trong một diễn biến khác, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng kế hoạch phản công của Ukraine dường như chỉ là nỗ lực cung cấp thông tin sai lệch của Kiev. Theo Lukashenko, trong 3 ngày phản công từ cuối tuần trước tới đầu tuần này, Ukraine đã chịu thiệt hại lớn. Đó là kết quả của nỗ lực phản công
Tôi đã luôn nói rằng phản công chỉ là nỗ lực cung cấp thông tin sai lệch, sẽ không có cuộc phản công nào và Kiev không thể thực hiện phản công. Nếu nó có xảy ra, thì kết quả từ cuộc phản công 3 ngày trước đã rõ, ông Lukashenko nói. Theo Tổng thống Belarus, ông và Tổng thống Putin đã nhất trí rằng tình hình chiến sự đang phụ thuộc vào động thái của phương Tây. Nếu không phải là phương Tây đưa khí tài và lính đánh thuê từ Ukraine, mọi thứ đã kết thúc từ lâu, ông nói. Belarus có chung đường biên giới dài 1.085 km với Ukraine và cách thủ đô Ukraine tại điểm gần nhất chưa đầy 100 km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự từ trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chính quyền Tổng thống Lukashenko khẳng định mục tiêu quan trọng nhất của Minsk là ngăn chặn xung đột lan sang lãnh thổ Belarus, đồng thời bảo vệ người dân nước này khỏi nguy cơ bị tấn công từ các quốc gia không thân thiện trong khu vực. Nga-Ukraine cáo buộc lẫn nhau bắn vào lực lượng cứu hộ vụ vỡ đập. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc phía còn lại bắn vào lực lượng cứu hộ vụ vỡ đập Nova Kakhovka ở Kherson, trong bối cảnh hàng chục nghìn người đang cấp tập di tản tránh lũ. Điện Kremlin ngày 8 tháng 6 cáo buộc Ukraine pháo kích các nhân viên cứu hộ của Nga đang làm nhiệm vụ ở những khu vực bị ngập lụt sau khi đập thủy điện Nova Kakhovka tại Kherson bị vỡ hôm 6 tháng 6. Người phát ngôn dinh Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết các nhân viên cứu hộ Nga trong khu vực đang làm việc một cách chăm chỉ, nhưng ông cáo buộc quân đội Ukraine đang khiến công việc của họ trở nên nguy hiểm hơn. Điều khó khăn là ở nhiều nơi, lực lượng cứu hộ buộc phải làm việc trong điều kiện bị Ukraine nã pháo liên tục và điều này khiến nhiệm vụ của họ trở nên phức tạp, ông Peskov nói, nhưng không cung cấp bằng chứng cho các cáo buộc. Trước đó, giới chức Ukraine vào ngày 7 tháng 6 cáo buộc lực lượng Nga bắn pháo vào lực lượng cứu hộ ở Ukraine tại khu vực bờ phải sông Dnipro. Nga đang kiểm soát bờ trái của con sông này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc khi các lực lượng của Ukraine cố gắng giải cứu người dân khỏi khu vực lũ lụt, họ đã bị Nga bắn từ xa. Vụ vỡ đập Nova Kakhovka đã dẫn tới tình trạng lũ lụt nghiêm trọng tại hạ lưu sông Dnipro. Hàng chục ngôi làng bị ngập trên diện tích 600 km2 và hàng chục nghìn người ở cả hai bên chiến tuyến đã buộc phải sơ tán. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc bên còn lại gây ra vụ vỡ đập. Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Putin đang theo dõi tình hình tại Kherson, nhưng hiện chưa có bất kỳ kế hoạch nào tới thăm vùng thảm họa. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky hôm nay đã tới thăm Kherson. Vladimir Leontiev, lãnh đạo thân Nga tại Nova Kakhovka, cho biết ít nhất 5 người đã không qua khỏi trong khu vực do Nga kiểm soát. Có thông tin cho biết, trong số 7 người đang chăn thả gia súc khi lũ đến, 5 người đã không qua khỏi. Chúng tôi đang tìm cách sơ tán 2 người còn lại, ông cho biết. Giới chức thân Nga tại Kherson cảnh báo người dân về nguy cơ đụng phải mìn khi nước lũ cuốn xuống hạ nguồn. Một diễn biến có liên quan, BBC Nga đưa tin Moscow đã nộp đơn kiện Ukraine lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC và Tòa án Quốc tế về Liên Hợp Quốc để cáo buộc Kiev phá hủy nhà máy điện Kakhovka bằng đạn pháo cỡ lớn. Tại ICC, nhà ngoại giao Nga Alexander Sunskin cáo buộc Ukraine đã cố tình làm mực nước tại hồ chứa Nova Kakhovka nâng lên mức cao rồi phá hủy đập thủy điện. Trong khi đó, Văn phòng Tổng công tố Ukraine tuyên bố đã thông báo cho công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế về cáo buộc Nga cho nổ đập thủy điện Nova Kakhovka và sẽ cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan.